các thiên nữ đã tặng ta thức ăn và dưỡng chất. Nước của tuyết sơn là nước uống tinh khiết nhất. Tất cả đã làm xong không gắng sức. Không cần làm nông thì không có nhu cầu thức ăn. Nhà kho của ta đầy mà không có chuẩn bị hay dự trữ. Bằng cách quán tự tâm sẽ thấy tất cả sự vật. Bằng cách ngồi ở chỗ thấp sẽ lên đến ngai vua. Hoàn thiện đạt được nhờ ân huệ của đạo sư. Ân huệ này đền đáp được bằng tu tập pháp. Hỡi các tín đồ và người bảo trợ tu tập nơi đây, hãy phụng sự với niềm tin, hãy an lạc và vui đi tất cả. Dunba Sajaguna lễ bái Milarepa nói: thật kỳ diệu và thích thú khi biết rằng tuyết rất nhiều mà không làm hại được Chesun, và chúng con, những đệ tử của thầy, đã có thể đưa thầy về làng an toàn. Vui sao tất cả đệ tử có thể thấy được đạo sư của họ. Chúng con